Alo, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì em chào mừng anh chị đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock ha. Thì hôm nay thì em cũng tiếp tục em làm một cái video để em đưa đến những cái góc nhìn của thị trường hiện tại cho anh chị mình ha, để giúp cho anh chị mình nắm bắt được cái xu hướng này và mình biết cách mà mình xử lý cái tài khoản của mình hiện tại như thế nào ha. Thì nhìn chung qua phiên hôm nay ấy, thì cũng là một phiên khá là lo lắng và sốt ruột của những anh chị nhà đầu tư mình trên thị trường ha anh chị ha. Bởi vì cái áp lực bán ấy nó luôn rình rập trong phiên. Thì nó làm như thế, làm cái tâm lý của anh chị mình nó sẽ hơi hoang mang một chút đó. Thì hôm nay em đưa đến những cái góc nhìn cho anh chị mình nắm bắt ha, và mình có nên hoang mang tiếp tục hay không, và mình có nên lo lắng về thị trường hay không, hay là mình sẽ đổ tiền vào mình mua cổ phiếu đó. Thì trong cái video này em sẽ phân tích cho nó chi tiết ha. Thì những anh chị nào mình xem video của em ấy thì mình có thể mình để lại một cái đăng ký ha, mình ủng hộ em cho những cái video phía sau em làm cho nó tốt hơn ha. À, em cảm ơn những anh chị mình ha. Đấy, thì đầu tiên này em sẽ đi đến cái vận động của thị trường trước ha. Đó, thì phiên hôm nay là một cái phiên mà nhìn tổng quan ấy, đó là một cái phiên điều chỉnh của thị trường ha. Thì sau một cái phiên hôm qua thì thị trường hôm nay nó tiếp tục một cái phiên điều chỉnh này. Đó, hai phiên này gặp lại là thị trường của chúng ta đã điều chỉnh khoảng 24 điểm rồi anh chị. Bởi vì sao? Bởi cái phiên này này, phiên ngày hôm qua ấy, nó mở phiên nó tăng khoảng 10 điểm, sau đó nó bị lắp lại và giảm 10 điểm đó. Đồng thời ngày hôm nay thì nó sẽ giảm 24 điểm, thì đâu đấy điều chỉnh khoảng 24 điểm rồi anh chị ha. Thì em đánh giá này anh chị mình thấy này, mặc dù phiên hôm nay ấy anh chị mình thấy khối lượng không đó, khối lượng là nó cũng khoảng nó tương đối nó lớn hơn ngày hôm qua nha. Khối lượng ngày hôm nay khoảng 414 triệu cổ phiếu, thanh khoản rơi vào khoảng 8.700 tỷ ha. Và nó thấy cái tín hiệu nó đã lớn ngày hôm qua rồi. Thông thường mà khối lượng nó lớn như thế này ấy, là nó cho thấy cái áp lực bán nó đã lớn rồi đó. Mà áp lực bán trong phiên ngày hôm nay ấy, nếu mà so với cái giá mà nó chỉ giảm 4 điểm hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái phiên mà tuy khối lượng tăng nhưng cái vận động của giá nó không có giảm quá sâu. Vì thế em đánh giá phiên hôm nay là một phiên không tiêu cực, không quá tiêu cực nha anh chị đó. Thì khi mà anh chị mình nắm bắt được như thế thì nó sẽ tốt hơn ha. Chứ anh chị mình thấy mà cổ phiếu nào nó cũng giảm này, nó đỏ này, nhưng mà mình không biết được cái khối lượng vùng này như thế nào, và mình không biết được cái biên độ giá như thế nào ấy, thì nó sẽ không tốt lắm, và mình thấy nó cảm thấy mình sẽ lo lắng nhiều hơn ha. Thông thường ấy, vận động giá, vận động của khối lượng nó sẽ ảnh hưởng đến giá ha. Thì trong phân tích kỹ thuật nó là như thế đấy. Khi nào mà vận động của khối lượng này nó giảm điểm nó lớn hơn những phiên trước, nhưng mà giá của nó cũng phải giảm mạnh, đồng thời nó nếu mà không thường mà theo cái phiên hôm nay ấy, thì mấy thị trường ít nhất là cũng phải khoảng giảm khoảng 7-8 điểm ấy đó, đó là ít nhất đó nha. Còn nếu như mà phiên hôm nay này vận động giá âm 4 điểm thì nó cho thấy cái tín hiệu gì anh chị? Nó cho thấy tuy thị trường có áp lực bán nhưng vẫn có một cái tổ chức, một cái big boy trên thị trường họ vẫn đỡ giá ha. Nó cho thấy cái lực cầu ấy họ vẫn kê ở dưới này để họ hấp thụ hết những áp lực bán của những anh chị nhà đầu tư mình ra. Những anh chị nào mà mình tâm lý hôm ngày hôm nay này mình bán hàng ra ấy đó, thì nó cho thấy là có một đội lái họ sẵn sàng họ gom lại hết những cái lượng hàng mà anh chị mình bán ra ha. Điều đó nó làm cho giá sẽ giảm không quá sâu. Đây em sẽ phân tích cho nó chuyên sâu hơn này anh chị mình thấy không. Ngày hôm nay tuy là có những cái quá trình mà giảm điểm này của Vinhome này, của Vinamilk này, của FPT này đó, nhưng anh chị mình thấy này, nhà tạo lập họ vẫn lấy những mã trụ ra để họ neo giữ lại cái chỉ số của thị trường, không để nó rơi quá sâu. Đó chính là con đầu tiên, chính là con HPG này, hôm nay nó tăng 6 like ha. VIX này vẫn tăng 6 like này, P&G này tăng 4 like ha. Đó, thì ba con này là ba con có vốn hóa lớn trên thị trường, thì khi mà nó có những cái quá trình nó tăng điểm ấy, nó sẽ hỗ trợ cho cái điểm số của thị trường sẽ không giảm quá mạnh. Và điều này nó cho thấy cái ý chí của nhà tạo lập ấy, họ chưa có muốn thị trường chúng ta rơi. Vì đó, vì thay vì thế nha, đây chỉ là những cái quá trình mà nó điều chỉnh bình thường thôi anh chị ha. Cho nên chị mình cũng không nên quá lo lắng đâu. Khi mà mình phân tích chuyên sâu hơn mình sẽ thấy như thế ha. Một chút nữa trong video, trong cái thời gian tới của video này này, em sẽ phân tích hơn lý do vì sao mà em lại nói thị trường chỉ có những nhịp điều chỉnh. Và hiện tại anh chị mình thấy không, nó đang cận những cái vùng hỗ trợ dưới này này. Đây là những vùng hỗ trợ của thị trường này. Đấy, đây là những vùng hỗ trợ như ha, những vùng mà 930 này, 940 đó là những cái vùng hỗ trợ của thị trường. Thì thông thường mà gặp những vùng hỗ trợ như thế này ấy, thì nó luôn luôn có một cái lực cầu được đỡ giá khá là tốt ha. Thì anh chị mình cứ yên tâm.
khối lượng ngày hôm nay lớn thì nó cho thấy cái áp lực bán lớn, nhưng nó vẫn có một cái lực cầu lớn nha anh chị. Mà lực cầu lớn cũng như hôm nay thì chủ yếu đến từ các big boy trên thị trường thôi, các tổ chức thôi, các đội lái. Còn anh chị nhỏ lẻ mình thì tâm lý ngày hôm nay thì cũng có vài anh chị mình cũng đã bán ra này, mình hạ cơ cấu danh mục này. Nói chung thì phiên sáng ngày hôm nay ấy em cũng cực kỳ bất ngờ, bởi vì thị trường ấy, anh chị mình thấy không, phiên sáng ngày hôm nay thay vì mà nó giảm điểm và nó tạo cái gấp gấp down ha, thị trường ngày hôm nay nó lại mở một cái gấp up và nó tăng điểm khoảng 2 điểm. Thì cái vận động sáng nay em thấy nó hơi lạ, bởi vì mình thấy ngày hôm qua này ông Dow Jones ông đi 650 điểm mà, thì cái xác suất khoảng 90% là thị trường chúng ta sẽ mở cái gấp down và đỏ điểm rồi. Thì nếu mà nó đỏ điểm như thế thì cái vận động của thị trường nó sẽ giống như những cái quan điểm mà em đã đưa ra trong cái video ngày hôm qua ha, cái video này này đó. Nhưng mà hôm nay nó mở mở xanh thì em bất ngờ, thậm chí nói chung khá nhiều tư nhà đầu tư mình cũng bất ngờ trong phiên mở sáng ấy đấy. Thì khi mà em thấy những cái quá trình mà nó bất ngờ như thế thì em cũng báo đến anh chị trong room này, thì sáng em cũng nhắn ra nhiều như anh chị mình trong room này này, sáng nay mở cái gấp sẽ có lực lớn này nhưng mà không đúng này đấy này, sáng nay này mở phiên xanh em thấy e ngại hơn là mở đỏ. Mở xanh chiều xả nữa là chết đó mọi người này, canh hạ danh mục đã lãi chỉ giữ Vinhome 50% TCM, bởi vì TCM em qua em cho chốt 50% rồi anh chị đó, BHG và GAP đó. Ngoài 4 mã này ra thì là em cho hạ hết 50% hơn chị ha, những mã đầu cơ mà nó cao như là BVD, BVS ấy, thì cũng hạ 50% luôn đó, hạ được vùng giá cũng khá tốt ấy, những vùng giá mà mở phiên sáng nó có những cái mức xanh đó anh chị đó, là em cho nhóm thẻ của em hạ ngay. Khi nào thị trường nó ổn định này, nó có những dấu hiệu mà lực cầu đỡ vào mạnh ấy và đánh lên ấy, thì lúc đó em sẽ cho mua lại 50% anh chị ha. Cái điều mà quan trọng trên thị trường này anh chị, nó có sẽ hai có thể có hai cái yếu tố để nó cấu thành lên cái lợi nhuận của mình. Yếu tố thứ nhất đó chính là cái điểm mua đó, khi mình có những cái điểm mua chuẩn này, những cái điểm mua đúng là nó sẽ mang đến một cái lợi nhuận cho mình. Cái điều thứ hai đó chính là cái cách đi vốn anh chị ha, cách đi vốn là cực kỳ quan trọng nha anh chị phải lưu ý cái điều như thế ha. Khi mà mình khi mà cổ phiếu mình chọn nó sai ấy, mà cách đi vốn mình đúng ấy, là mình cũng giảm thiểu được cái khoản thua lỗ. Khi mà mình chọn một kiểu cổ phiếu đúng nhưng mà cách đi vốn mình sai, mình vẫn có thể lỗ nha anh chị đó, đó là cái điều mà anh chị mình lưu ý ha. Đấy, thì em cũng phân tích một vài cái vận động như thế để cho anh chị mình nắm bắt ha. Thì một chút nữa em sẽ tổng kết lại và em cho một cái nhận định của phiên ngày mai ha. Bởi vì theo em đánh giá hiện tại ấy, thị trường của chúng ta đang dần kết thúc những cái quá trình mà điều chỉnh rồi. Thì cái lý do vì sao thì bây giờ em và sẽ cùng mọi người đi bóc tách một vài mã cổ phiếu trong rổ VN30 ha. Bởi vì giai đoạn này là tiền nó đổ vào VN30, cho nên khi mà mình bóc tách những cổ phiếu VN30 như thế ấy, mình sẽ thấy được cái vận động của cổ phiếu nó như thế nào, vì nó cũng sẽ ảnh hưởng chung đến chỉ số của thị trường luôn anh chị ha. Thì đầu tiên này chúng ta sẽ đi đến dòng ngân hàng đi, là con BID trước đi ha. Thì nhìn sơ qua BID ấy, anh chị mình thấy cái điều gì đầu tiên anh chị? Đó, nó đã có hai phiên điều chỉnh chung với thị trường rồi nè anh chị. Nếu mà tính đúng luôn ấy thì cái phiên hôm thứ sáu vừa rồi nó cũng là một phiên điều chỉnh nè đó, ba phiên điều chỉnh của BID này, khối lượng cũng tương đối này, và hiện tại nó đang về là những vùng hỗ trợ cứng của nó rồi, những vùng hỗ trợ mà 40 ấy, những vùng hỗ trợ cực kỳ cứng của BID ha. Và em đánh giá nhịp này nó sẽ chưa có thể nào mà gãy ngay được những vùng hỗ trợ này đâu, bởi vì cái áp lực bán và những thanh khối lượng này em thấy không phải là quá lớn và phải không phải là một cái lực bán tháo. Vì thế khi mà về là những vùng hỗ trợ này nó tích lũy lại, anh chị mình sẽ chú ý con BID, còn hiện tại thì chưa. Nhưng mà mình thấy không, đầu tiên là con BID này nó đã về là những vùng hỗ trợ này, cái thứ hai là CTG. CTG hôm nay nó cũng cho cái dấu hiệu nó khá là khỏe ha, vì mã này hiện tại thì nó em cũng hơi khó đánh giá, bởi vì nó cũng đã có những nhịp bán chạy rồi, nó bứt phá khỏi những vùng nền này, điểm mua thì vùng này không còn nữa rồi đó. Thì nhìn chung con CTG nó hôm nay nó có những cái nhịp mà nó săn giá ha. Còn tiếp theo là con HD băng, anh chị mình thấy không, HD băng này nó cũng về là những vùng hỗ trợ nó nha, những vùng hỗ trợ mà quanh 24 ấy đó, đây là những vùng hỗ trợ rất là cứng của cổ phiếu này. Đó thì hiện tại nó cũng cộng là những vùng hỗ trợ rồi nè. Tiếp theo là MBB này anh chị, MBB nó cũng có những nhịp mà điều chỉnh theo thị trường này đó, và hiện tại cái nền hỗ trợ cứng nó là hỗ trợ 17.5 ha đó, chị mình thấy không, các mã băng đều cộng vào những vùng hỗ trợ rồi. HB cũng vậy này, HB
HB anh chị thấy nó cũng về là những hỗ trợ cứng cứng hừ luôn á, những hỗ trợ cứng ngắt luôn, 15.5 này. ATB này, ATB hôm nay nó một cái nhịp giảm điểm khá là lớn ha, khoảng 5% này, biên độ khối lượng lớn này. Đó. Thì em đánh giá con ATB này là một cái phiên mà cũng điều chỉnh thôi anh chị ha. À, thì ai mà có hàng ATB mình cứ tiếp tục nắm giữ, bởi vì sao? Nó về là những vùng hỗ trợ quanh vùng giá 10 10 13 này, 13.2 đó. Đây là những vùng hỗ trợ cực kỳ cứng và khỏe của con ATB luôn. Hôm nay chỉ là một phiên điều chỉnh thôi, rũ bỏ thôi anh chị ha. Bởi vì em thấy ấy, cái dư địa của con ATB này nó còn cực kỳ khỏe nha anh chị. À, thông thường mà đội lái nó đổ tiền vào lớn như thế này này. Đây. Phiên 48 triệu cổ phiếu này, phiên sau 40 triệu cổ phiếu này, đó, và những phiên sau cũng có những thanh khối lượng tương đối lớn à. Thì những cái quá trình mà đẩy giá như thế này ấy, nó cho thấy cái dư địa của con cổ phiếu này còn khỏe lắm, đội lái họ chưa có phân phối được hết những cái lượng hàng. À. Nó bứt phá từ nền lên thì chưa có bao nhiêu cả anh chị. Đây, em tính được những vùng nền luôn này. Đó, anh chị thấy không? Hiện tại đâu đấy khoảng 20% thôi đó, mà nó cho thấy cái yếu tố mà đội lái họ đẩy giá chưa có hết, và cái dư địa con này còn khỏe cực kỳ. À, vì thế những cái nhịp điều chỉnh như thế này và nó thích đi lại thì anh chị mình chú ý con STB ha. STB mà chị mình nó mang tính chất đầu cơ á, cho nên khi mà nó có những cái nhịp mà nó điều chỉnh nó giảm điểm ấy, thì áp lực bán anh chị mình sẽ hơi lớn ha. Nói chung cổ phiếu mang tính chất đầu cơ ấy thì tiền vào nhanh và ra nhanh thôi. Anh chị thấy không, Techcombank cũng vậy này, nó đang về là những vùng hỗ trợ của nó này. Đây, những vùng hỗ trợ khá là khỏe của cổ phiếu, những vùng quanh những vùng 23 đấy, những vùng hỗ trợ mạnh ha. À. TB này, TB hiện nay nó gãy cũng hơi tệ này, nhưng mà nó cũng có những cái nhịp mà nó đỡ giá này. Đây là những cái vùng mà đội lái họ đỡ giá này anh chị, bởi vì mình thấy không, đây là những cái vùng mà giá vốn trung bình của cái tổ chức này, cái big boy thị trường họ gom để họ đánh lên đấy. Thì khi mà nó về là những vùng hỗ trợ và giá vốn của họ ấy, thì nó sẽ có những yếu tố mà đỡ giá ha. Bởi vì sao, đội lái tham gia thị trường làm sao mà họ để cái tài khoản của họ lỗ được anh chị. À, vì thế khi về mà cái giá vốn họ sẽ tiếp tục họ gom và họ đỡ được ha. Thì đây con tim mông băng nó về những mùa hỗ trợ này, những mùa hỗ trợ cứng ngắt là quanh 23 đấy, những mùa hỗ trợ cứng của Tiên Phong, thì ai có hàng Tiên Phong thì nắm giữ đi, vì nó qua những cái điểm mà chốt lãi rồi anh chị. Không thường qua điểm chốt mà gặp hỗ trợ mà anh chị mình bán ra thì nó hơi dở, bởi vì gặp hỗ trợ thì cái xu hướng nó sẽ có những yếu tố nó hồi phục trở lại ha. Đó, mà anh chị mình bán ra ngay hỗ trợ thì em đánh giá nó không có tốt lắm đấy. Vietcombank này, Vietcombank giai đoạn trước cũng thế ha. Những vùng hỗ trợ cứng của nó là những vùng hỗ trợ 86 ấy anh chị. Đấy, đây những vùng hỗ trợ cổ phiếu này, nó về những vùng hỗ trợ này. Hôm nay Vietcombank trong phiên nó cũng có những nhịp mà nó đẩy giá và nó cũng điều phối rất là tốt ấy. VIP này em bó tay anh chị, bởi vì nó xong những quá trình chạy nước rút và hiện tại không tham gia mã này nữa. Đấy, VPBank này. Đó, đây những vùng hỗ trợ cứng của VPBank này anh chị. Những vùng hỗ trợ 24.24 ấy, 24 24.3 ấy. Là những vùng hỗ trợ khỏe của cổ phiếu anh chị ha. Đó, thì em vừa điểm qua một một vài mã cổ phiếu trong dòng banh để cho anh chị mình nắm bắt ha. Bởi vì thông thường ấy, dòng banh nó chiếm tỷ trọng khá là lớn trong cái chỉ số VN30 nha anh chị. Đó. Và dòng banh là một cái dòng mà nói chung là nó gọi là cái dòng đầu tàu luôn ấy. Khi mà chỉ số nó có tăng này hay giảm ấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của anh chị nhà đầu tư mình ha. Vì thế, sau một cái phiên điều chỉnh của ngày hôm nay, các mã banh nó đã về lại những vùng hỗ trợ của nó đó, thì em cho thấy cái yếu tố mà để thị trường nó giảm điểm mạnh vào những phiên ngày mai này, ngày mốt ấy, sẽ xác suất nó sẽ không cao đó. Thì không thường về những vùng hỗ trợ thì nó sẽ có những yếu tố mà nó hạ nhiệt đi và nó có những nhịp hồi phục trở lại ha. Đó, về thị trường chung hiện tại nó cũng về là những vùng hỗ trợ 940 này nọ rồi đấy, nên chị mình cũng không phải mà quá bi quan đâu. Thì đây là những nhịp trong một ông chị mình lưu ý ấy, giúp em là trong một cái quá trình tăng. À, thì những cái nhịp mà nó điều chỉnh ấy là bình thường đó anh chị mình biết, đội lái họ cũng cần phải chốt lãi chứ anh chị. À, họ chốt lãi và để mục đích ấy là gì, để họ một là chốt lãi này, hai là mục đích họ rũ bỏ bớt những anh chị nhà đầu tư mình đu bám đó. Khi mà rũ bỏ bớt ấy, họ chốt lãi xong ấy họ sẽ gom lại hàng và họ tiếp tục họ đánh lên thôi. Những nhịp tăng điều chỉnh, tăng điều chỉnh, tăng điều chỉnh như thế thì nó sẽ bền hơn anh chị ha. Em sẽ lấy một vài cái ví dụ này cho anh chị mình thấy này, cái quá trình thị trường mà nó tăng không, nó điều chỉnh ấy nó sẽ khá là tốt không. Nên chị thấy không, đây là nhịp tăng số 1 này, nhịp điều chỉnh này đó, sau đó nó có những nhịp tăng này, thì trong phiên trong nhịp tăng nó sẽ có những phiên mà nó điều chỉnh là tăng tiếp ha. À, nó là như thế. Em lấy một vài cái dữ liệu quá khứ cho anh chị mình nắm bắt ha. Nói chung tăng điều chỉnh là bình thường anh chị mình, nếu mà mình không có nắm được cái vận động của thị trường này, mình không nắm được cái hành vi của các tổ chức, cái big boy họ đang làm gì ấy, thì mình thấy những cái nhịp mà nó đỏ này, bán điện xong rồi mở ra nó đỏ lè như thế này thì mình sẽ tâm lý hơi nhiều ha, và mình lo lắng đó. Thì nói chung
thị trường này thì nó làm anh chị mình lo lắng khá nhiều ấy. Nói chung là cái tâm lý mà đầu tư trên thị trường ấy thì nó cũng vui buồn lẫn lộn ha. Nói chung sáng mà nó xanh cái anh chị mình vui, mình hưng phấn, mà chiều giảm đỏ là cái anh chị mình bi quan, mình thất vọng ngay. Đấy anh chị thấy không, trong một nhịp tăng này, chỉnh này, tăng này, chỉnh này, tăng đó, anh chị thấy không, nó bình thường, nó không có gì cả anh chị ha. Nếu mà anh chị mình có điểm mua tốt ấy thì mình cứ tiếp tục nắm giữ thôi, mình cũng chả có cái gì mà mình phải lo cả. Còn ai mà mua đuổi thì mình sẽ thấy tài khoản của mình hiện tại nó sẽ hơi đỏ một chút ha, nó sẽ hơi hơi xấu, nhìn nó sẽ hơi xấu. Khi nào thị trường nó gãy những cái trendline ấy, anh chị mình mới lo thôi. Đấy thì em sẽ nhìn qua sơ vài một vài dòng nữa xem thế nào, dòng dầu khí xem. Thì hôm trước em cũng có làm video em kiến nghị cho anh chị mình tham gia dòng dầu khí ha. À, thì em để xem đó, hiện tại dòng dầu khí này anh chị nó về là những vùng hỗ trợ cứng nhất của nó này, con BVD này cũng những vùng hỗ trợ mà 10.5 10.7 đó, hỗ trợ cứng này. Hai phiên là hai phiên rũ bỏ thành công này anh chị, đó rũ bỏ thành công này khá nhiều, những anh chị đầu tư mình đu bám thị trường mình cũng bị bán hai phiên này ha. Thì sáng nay ấy, là em cho hệ thống khách hàng của em bán được cái giá đây này đó, giá 10 11 11.5 11.05 gì đấy nó thì cho bán rồi đấy. Em sẽ chờ những cái nhịp mà nó hạ nhiệt đi và nó tích lũy lại, em sẽ cho mọi người gom lại ha. Ai mà nắm BVD cứ bình tĩnh thì không sao cả, nó về những hỗ trợ này, những mã như thế này cái dư địa nó còn khỏe đó anh chị, như mình thấy không, tiền vào này, tiền tổ chức vào này, nó chưa có khoét ra hết ngay đâu. À, nên anh chị mình cứ tiếp tục nắm đi, khi mà nó chỉnh chỉnh xong ấy, nó rũ bỏ xong những nhà đầu tư ấy, thì những cái mã như dòng dầu khí ấy, em đánh giá là siêu sống luôn ấy. À, nó là một cái dòng cực kỳ mạnh nha. Đó, BVS cũng tương tự như thế anh chị ha, vận động của BVS và BD nó cũng tương tự như nhau, cũng về là những vùng hỗ trợ cứng rồi này. Con gáp này cũng thế anh chị ha, con gáp này hỗ trợ này, hỗ trợ 71 này, những vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu luôn này, những vùng hỗ trợ này anh chị thấy không, về hỗ trợ này bật lên này, về hỗ trợ này bật lên này, đó là những vùng hỗ trợ ha. Đó, thì em nãy em cũng quan sát khá nhiều, em thấy hầu hết khoảng 70% các cổ phiếu trụ đang về là những vùng hỗ trợ của nó ha. À, đấy VGE này, VGE về là hỗ trợ 27 này đó, chị mình thấy không, về hỗ trợ bật lên này, hỗ trợ bật lên này. Ông Vinhome này thì cũng về là hỗ trợ quanh những vùng 77 này nè, đây những vùng hỗ trợ cứng của Vinhome anh chị không. Nói chung em thấy cũng còn nhiều con lắm, để em xem nè. FPT này, đây đặc biệt FPT này. Đấy, FPT này chị thấy không? Những vùng mà 51, 52, những vùng hỗ trợ cứng nhất của cổ phiếu FPT luôn à. Thì đây chỉ là những quá trình mình điều chỉnh, nó test là những vùng này thôi. Nó test là những vùng hỗ trợ thôi. À, thì chị không phải lo lắng đâu anh chị ha. Mà thực sự ấy, nó là cơ hội luôn, chứ không phải là cái rủi ro đó anh chị. Khi mà cổ phiếu nó có những nhịp mà nó bứt khoát này, phiên breakout ao này, dòng tiền vào lớn này đó, thì những cái nhịp mà nó điều chỉnh lại ấy, với một cái khối lượng nó hấp ấy, là cái cơ hội cho những anh chị mình mà chưa có hàng FPT ấy, mình canh mình vào ngay đó, nó là cái cơ hội nha. Cho nên cái giai đoạn này ấy, tuy thị trường nó chỉnh anh chị mình thấy xấu, nhưng bản thân em thấy đây là cái cơ hội cho những anh chị nào mà mình đang giữ tiền này, mình chuẩn bị cho một cái nhịp giải ngân mới ha. À, nó có thể gọi là chuyến tàu thứ hai ấy đó. Em chị thấy là trong trong khách hàng của em ấy thì em cũng đã cho chốt một vài mã và một vài mã rồi, cho nên chiều nay kết thúc phiên này thì em cũng có làm một cái tổng quan thôi. Nói chung phiên hôm nay là cái phiên khá tâm lý, là trong suốt phiên nhà đòi lái họ cứ hù dọa nhà đầu tư ha. Thì em cho là hai phiên vừa rồi nó chỉnh cũng khá là tốt rồi đó đó, mà cứ yên tâm nè, em ghi này, mọi người chuẩn bị tinh thần vào lại nhịp mới này đó, chuẩn bị mình gom hàng mình đến là nhịp mới anh chị ha. Thì em cũng review qua một vài cái mã cổ phiếu này để em đối chiếu với thị trường chung, để em làm một vài cái luận điểm để em nói về cái quá trình vận động của thị trường cho anh chị mình dễ nắm bắt hơn ấy đó. Thì em cũng tổng kết lại phiên ngày mai nó sẽ vận động của nó, em sẽ nghiêng về một cái hướng như thế này. Thì ngày mai ấy, tiếp tục là cái vận động mở phiên sáng ấy sẽ có những cái nhịp mà nó đỏ điểm anh chị ha. À,
đo điểm cho nó có những cái nhịp nó hồi phục trở lại vào cuối phiên chiều đó. Cái xu hướng của em đưa ra là như thế ha, bởi vì những cái vùng mà 940 này, 930 ấy, đây là những vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu rồi, của thị trường rồi, cho nên khi mà về là những vùng hỗ trợ như thế này nó sẽ có những cái quá trình mà nó hồi phục trở lại anh chị ha, và mình sẽ xem cái quá trình hồi phục này liệu cái lực cầu vào có mạnh hay không. À, thì lúc đó mình mới xem xét mình tham gia tiếp theo ha, mình sẽ quan quan sát cái phiên mà hồi phục của thị trường ấy, nó sẽ rơi vào khoảng phiên ngày mai này hoặc là phiên ngày mốt đó, thì chúng ta sẽ chú ý. Còn cái giai đoạn này mà để nói mà thị trường nó tạo đỉnh nó rơi ấy, thì em vẫn nói trong những video trước thôi, đó là chưa đủ yếu tố để xác nhận rằng thị trường đã tạo đỉnh ở vùng này và rơi. À, bởi vì nó chưa có những cái yếu tố mà hưng phấn này, nó chưa có quá trình mà chạy nước rút mạnh mẽ này. À, thì đấy là những cái nhận định của em về thị trường chung ha. Đây là những vùng hỗ trợ cứng cứng cổ phiếu anh chị, mình cứ yên tâm đi, về lại đây nó những quá trình nó bật lại là bình thường. À, thì em cũng đưa ra một vài cái nhận định về thị trường chung nó nhận như thế anh chị ha. Còn tiếp theo, cái phần tiếp theo ấy, thì khi mà thị trường nó có những quá trình nó đỏ này, nó điều chỉnh ấy, thì chúng ta mới thấy được những cổ phiếu mà nó mạnh nha. Đó là những cổ phiếu mà nó mạnh nè, em sẽ chú ý đến chị mình nè, vì mình chú ý giúp em cái dòng chú ý nha, dòng dòng thép đầu tiên chính là con HXG này, anh chị thấy không, nó có những quá trình nó tích lũy này, nó chỉnh trước thị trường chung nha đó, sau đó nó có những nhịp nó hồi phục lên lại trước này, và hiện tại nó đang trong một cái biên tích lũy lại ha, đó nó kiệt về cung rồi nè anh chị. Phiên hôm nay là một phiên test cung của hoa sen khá là tốt này, tuy thị trường nó có những cái áp lực bán, những áp lực giảm điểm, nhưng con hoa sen này nó đã chỉnh trước này và nó hồi phục trước và hiện tại đang tích lũy lại, thì những cái nhịp mà khi mà thị trường nó vào một cái pha mà nó hồi phục và nó tăng giá tiếp ấy, thì những cái con mà nó đi trước thị trường là những con như hoa sen nó sẽ chạy cực kỳ mạnh nha anh chị, mình lưu ý hoa sen giúp em ha. Đó thì hôm nay em cũng kiến nghị anh chị mình dòng thép hoa sen, có thứ hai chính là con nam kim. Nam kim thì nó hiện tại nó vẫn khá là khỏe này đó, anh chị thấy không, nó vẫn giữ được những cái sắc xanh này, thì anh chị mình chú ý con nam kim này được ha, chú ý nha, chứ điểm mua thì ai muốn thì cứ liên hệ cho em sẽ kiến nghị sau. Đấy, con đầu ngành thép này một phát này, nhìn thấy không, thị trường đỏ đỏ chứ một phát lượng cầu nó vào cực kỳ ghê luôn này, hôm nay vẫn xanh sáu like, đó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt anh chị ha, thì ai có hàng một phát mình tiếp tục nắm giữ đi. À, còn điểm mua vùng này chưa có, em chỉ đưa tới một vài cái kiến nghị dòng nào mạnh nhất thị trường ở sau những cái nhịp điều chỉnh thế này ha, đưa cho anh chị mình nắm bắt. Đấy, thì anh chị mình cũng lưu ý như thế ha. À, em sẽ lấy một vài cái ví dụ rồi. Những cổ phiếu mà khi mà thị trường nó chỉnh ấy, mà nó không chỉnh hoặc là nó đi nó đảo vận động trước thị trường chung ấy, thì cái quá trình phía sau nếu mà thị trường nó đạt vào những cái độ mà ổn định rồi đấy và hồi phục ấy, thì những mã nó chạy cực kỳ ghê nha. Em sẽ lấy về con này trước, tức là con Vietcombank đi ha. À, bởi vì em nhớ những vùng vùng giai đoạn mà những năm trước ấy nó cũng chạy khá là kinh đấy. Đấy, thì em sẽ để cho em so sánh và em tìm những cái dữ liệu về con Vietcombank này cho anh chị mình nắm bắt này. Đây đây đây, đây là những quá trình trước của Vietcombank này anh chị. Chị mình thấy không? Vietcombank này là những con nó chạy chung với thị trường này. Đó. Những cái nhịp mà đẩy giá này là Vietcombank nó chạy này. Nhưng sau đó chị mình thấy không? Cái quá trình này là cái quá trình mà thị trường nó điều chỉnh này, nhưng mà anh chị mình thấy là con Vietcombank này nó như thế nào anh chị, đây là những quá trình điều chỉnh này, nhưng Vietcombank nó mang một cái quá trình mà nó đã điều chỉnh trước thị trường rồi này, nó tích lũy lại này anh chị thấy không, thì khi khi mà
Vietcombank nó khi mà thị trường chung ấy nó kết thúc những quá trình điều chỉnh mà nó vào những cái pha mà hồi phục và tăng giá ấy, thì con Vietcombank này thể là những con mà nó chạy trước nha anh chị. Đây là những con mà đi ngược lại ha, đó anh chị thấy không? Đó đó những quá trình mà của Vietcombank ha, chị thấy này, chỉnh trước này, tích lũy lại trước này, khi mà thị trường điều chỉnh này thì nó tích lũy lại, những quá trình tích lũy lại của nó này. Đó anh chị thấy không? Khi mà VN-Index dưới đây nó giảm điểm này, điều chỉnh này liên tục, Vietcombank đây tích lũy, khi mà thị trường nó vào những nhịp mà ổn định này, Vietcombank là những con chạy đầu tiên ha. Đó, thì em cũng có một vài cái phân tích dữ liệu quá khứ cho anh chị mình nắm bắt ha, để cho mình biết được cái xu hướng của thị trường như thế nào và mã nào mình nên cần chú ý. Vì sao? Bởi vì cái mà cốt lõi của phân tích kỹ thuật ấy đó chính là phân tích lại những dữ liệu trong quá khứ đã xảy ra như thế nào, những big boy, những tổ chức đội lái trên thị trường họ đã làm gì. Bởi vì trước khi tăng giá thì những cái hành vi của họ để lại là gì, thì thông thường mình sẽ đi lần lại những cái dấu vết như thế đó, mình sẽ nắm bắt được những cái thông tin nó tốt hơn. Đấy thì cái video của em chia sẻ đến chị nhà đầu tư mình cũng ở đây, ai ấy mà muốn quan tâm ấy vào cái hệ thống khách hàng trong cộng đồng này thì anh chị mình có thể click vào cái phần link trong mô tả cái YouTube này ha, em sẽ để trong phần mô tả ấy. Còn ai mà mình muốn quan tâm mà mình về hệ thống khách hàng của em hỗ trợ ấy thì mình sẽ liên hệ cho em sẽ hỗ trợ anh chị mình mở tài khoản ha. Vào room này là free nha anh chị, nhưng mà cái yêu cầu ấy là anh chị mình phải có tài khoản ở VPS em hỗ trợ thì khi đó mình mới được vào cái room này ha. Vào room đây em cũng có những cái lệnh này, những cái cổ phiếu tốt này em sẽ kiến nghị vào đây cho hệ thống khách hàng của em đánh nè. Đó thì anh chị mình lưu ý với em điều như thế. Anh chị nào mình xem video thì mình cứ để lại một cái phần đăng ký kênh giúp em ha. Cảm ơn những anh chị mình ha. Thì cái video của em là cũng đến đây, cảm ơn những anh chị mình đã theo dõi cái video này ha. Chúc anh chị mình có một buổi tối vui vẻ ha.